Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh thiên Nhai TV Mình sẽ tiếp tục phần 2 trong cái bài xây dựng cho môn phái Ba Đao từ A đến Z Đây, và mình sẽ nói những vấn đề còn lại đó chính là kinh mạch, môn khách, tuyệt học, tu bổ bồn, trang bị ngựa, trận pháp, nguyên ngấn và thời điểm thích hợp để các bạn chơi môn phái Ba Đao Kinh mạch đó thì đối với vấn đề kinh mạch các bạn hãy niệm cho mình một cái câu thần chú đó là À, càng nhiều mạch càng mạnh càng nhiều mạch càng mạnh càng nhiều mạch càng mạnh nhưng mà cái này nó chỉ thích hợp cho mấy anh đại gia thôi còn chúng ta dạng cày cuốc mà các bạn phải biết ưu tiên cái nào lên trước cái nào lên sau để chúng ta vừa tiết kiệm chi phí mà vừa là mang lại cái sức mạnh cho nhân vật của mình nữa đó quan trọng lắm mà nha thì đối với kinh mạch đó, các bạn sẽ ưu tiên cho mình những cái huyệt vị thứ 12 như sau đó là nhâm mạch khúc cốt đốc mạch trường cương dương khiêu minh tinh và âm duy trúc tân nha những cái mạch này nó sẽ như thế này các bạn ạ à. đầu tiên nhâm mạch khúc cốt nè đó các bạn lấy thêm cái sát thương của đòn đánh thường đốc mạch trường cương thì để giúp các bạn tăng phòng thủ đối thương đánh vô mình bị chón phản lại sát thương rồi dương khiêu minh tinh là khi các bạn kết thúc được một người chơi các bạn sẽ được hồi phục sinh lực rất có lợi và cuối cùng đó chính là cái âm duy trúc tân cái này thì sẽ giúp các bạn là khi các bạn uh, tấn công có 50% phản kích mục tiêu khiến mục tiêu giảm bỏ qua kháng tất cả có nghĩa là giúp mình trâu hơn các các bạn ơi đó đại loại là như vậy rồi ở những cái mạch chu thiên thì các bạn sẽ lấy cần lấy những cái mạch chu thiên này nâng trước đó là sung mạch dương khiêu hai cái huyệt này sẽ tăng cho các bạn một cái lượng tấn công rồi bỏ qua né tránh nè cũng như là tỷ lệ bổ kích rồi các bạn sẽ ưu tiên tiếp cái chu thiên của âm khiêu và âm duy thì đối với một ạc được gọi là chơi mạch ổn định các bạn hãy cố gắng lấy cho mình tất cả những cái chu thiên đến tầng 2 nha. Cố gắng lấy chu thiên đến tầng 2 nha các bạn rồi sau này mình có điều kiện mình chơi tiếp á, thì các bạn nâng đến chu thiên tầng 3 tầng 4. Nhưng cái điều kiện tối thiểu các bạn phải lấy được cho mình cái chu thiên tầng 2 rất quan trọng nha các bạn. Tầng 1 thì gọi là à, gỡ gạt thôi. Cố gắng lấy lên tới tầng 2 nha các bạn ơi. Tiếp theo là mình sẽ qua về vấn đề môn khách. Cái môn khách này nó cũng rất là nhức đầu nè, các bạn chịu khó theo dõi nha. Môn khách cho môn phái bá đao á, đầu tiên mình sẽ nói về các cái bộ môn khách 3S. Với những bạn nào có điều kiện chơi được những bộ môn khách 3S này thì các bạn hãy cứ chơi hết đi. À, để chúng ta thứ nhất là chúng ta lấy thuộc tính hộ chủ, tăng các chỉ số cơ bản. Thứ hai là các bạn có thêm được những cái thuộc tính bộ của những cái một con môn khách 3S này nữa cũng rất là ngon. Rồi, những bạn nào mà chơi môn khách 3S rồi hoặc các bạn không có điều kiện chơi bộ này các bạn có thể để ý cho mình đến những cái bộ 2S như sau. Đó là các bạn hãy chơi cho mình bộ Nhạc Phi, bộ Dương Anh Phong và bộ Lý Nguyên Bá. Đây là ba bộ rất ngon cho môn phái bá đao nha, các bạn cần phải có 3 bộ này. Rồi nếu mà các bạn nào mà đã chơi được những cái bộ 3S mình vừa kể trên, các bạn đã có thêm được những cái bộ 2S ở dưới này thì các bạn không cần phải chơi bộ 1S này đâu. Lưu ý nha các bạn. Còn những bạn nào mà chúng ta chưa có được những cái bộ 3S này thì các bạn hãy chơi cái bộ 1S này. Bộ 1S này thì chúng ta sẽ có bộ của Thiên Tinh Đạo trưởng, Phương Miễn và Đường Ảnh. các bạn cũng có thể không cần chơi bộ Phương Miễn đâu. À, các bạn hãy chơi bộ Đường Ảnh, bộ Thiên Tinh Đạo trưởng là ok rồi, hai cái bộ tăng về cái phản đòn cận chiến và tầm xa. Và đặc biệt là các bạn làm gì làm phải có ít nhất cho mình ba con môn khách có hiệu suất phục hồi nha rất quan trọng nha các bạn ba con môn khách a ví dụ như cặp của mình hiện tại trong cái phần môn khách mình đang bỏ ba con môn khách a có hiệu suất phục hồi đầu tiên á các bạn xem là ở đây chúng ta sẽ có một cái con đó là nạp lan chân các bạn lưu ý nha những bạn nào mà nâng lên được tới um, 3 sao á ba sao thì cái hiệu suất phục hồi chúng ta lên được 18% rồi các bạn lên sao thứ tư thì thì chỉ số này nó cũng không có tăng theo các bạn ơi nếu các bạn chỉ muốn lấy cái hiệu suất phục hồi không chúng ta chỉ cần tăng 3 sao là đủ rồi đó nạp lăn chân là một con tiếp theo ở bên này mình chơi thêm một cái con trương lâm tâm đó là hai con các bạn thấy không ba sao nè 18 trăm nhưng mà các bạn lên 4 sao thì cái bộ qua kháng hỏa nó tăng lên nhưng mà cái bộ qua kháng hỏa này cũng không cần thiết cho một phái ba đao chẳng cần làm gì cả chỉ cần tăng lên ba sao là được tiếp theo mình bỏ thêm con lẻ nữa các bạn đây triệu vô sông là ba con bạn nào có nhiều ô hơn thì các bạn bỏ thêm bốn con năm con tối đa năm con nha các bạn thì những con này nó hỗ trợ bá đao cực kỳ mạnh đó có mấy con này các bạn bị đánh hoài không chết nha trừ khi bị vỏ đen đánh thôi coi như là chúng ta xong phần môn khách nha tiếp theo đó là tuyệt học lại một vấn đề cũng rất đau đầu tuyệt học á thì các bạn hãy nhớ là với tuyệt học thì chúng ta hãy ưu tiên về cái cấp của tuyệt học trước cho mình À, tiếp đến là các bạn về những cái mảnh tuyệt học đó, thì các bạn sẽ cố gắng à, kiếm cho mình những cái bộ đó là bộ kinh đào phách ngoạn Để các bạn kiếm cái 7 mảnh nè Đạp tuyết tầm mai cũng cần 7 mảnh à, Vân vụ liễm nếu các bạn kiếm được 7 mảnh cũng được không thì các bạn chơi 5 mảnh cũng được Và ác phong bộ ảnh các bạn cần 5 mảnh Và phi học ẩn tuyết là hai mảnh Tương tự như mình đang chơi cái tuyệt học nó sẽ như thế này các bạn ạ à đầu tiên là mình sẽ ưu tiên cấp tuyệt học trước ví dụ ở quyển ở giữa này các bạn thấy là mình ưu tiên tới cấp 9 nè rồi những cái bộ mạnh tiếp theo là mình sẽ ưu tiên đây là cái bộ uh, vân vụ liễm bộ này thì các bạn có thể lên 7 mảnh cũng được nếu không các bạn lấy cho mình 5 mảnh đạp tuyết tầm mai là cái bộ ở dưới này thì các bạn cố gắng lấy cái bộ này lên 7 mảnh nha bộ này lên 7 mảnh là được thêm 10% sát thư bộ kết đó các bạn ngon cực kỳ rồi đây là cái bộ vân kính đào phách ngạn thì các bạn cũng lấy bảy mảnh luôn để các bạn được tấn công cơ bản 13 phần trăm 13 phần trăm thì cũng tùy theo cái lượng sức mạnh các bạn nha nó sẽ nhiều ít tùy theo cái đó rồi tiếp theo đây là cái bộ ác phong bộ ảnh bộ này thì mình các bạn cần năm mảnh được rồi không cần nhiều đâu và cuối cùng đây là cái bộ phi hồng ẩn tiết chúng ta chỉ cần hai mảnh thôi lưu ý nha các bạn rồi những cái thuộc tính trong các mảnh tuyệt học này thì các bạn chơi những thuộc tính gì à, với môn phái bá đao thì các bạn sẽ ưu tiên cho mình hai thuộc tính một là kháng tính hai là sinh lực lấy kháng tính và lấy sinh lực nha các bạn ví dụ kháng kim kháng mộc kháng thủy kháng hỏa rồi kiếm thêm sinh lực rồi bạn nào mà có những mảnh xịn hơn ví dụ sát thương thuộc tính hoặc bỏ qua né tránh thì các bạn cũng có thể xài được trong những cái mảnh này nhưng mà ưu tiên hàng đầu vẫn là sinh lực và kháng tính cái ưu tiên tiếp theo đó là sát thương hệ hỏa và bộ né tránh nha với những cái quyển tuyệt học này á những cái quyển này nè thì các bạn kiếm cho mình những cái chỉ số đó là thể chất và sức mạnh đó thể chất và sức mạnh nha các bạn ưu tiên những cái quyển này có cái thuộc tính thể chất và sức mạnh mình thì thuộc dạng cùi bắp nên các bạn đừng để ý tới mấy quyển này của mình nha tội nghiệp mình lắm anh em ơi đó là chính là cái tuyệt học à, bây giờ mình sẽ nói về cái tụ bộ bồn tụ bộ bồn thì cũng giống như cái môn phái khác thôi các bạn ơi mình sẽ chơi đó là bốn chỉ số cơ bản trước đó là sức mạnh linh hoạt nhanh nhẹn rồi thêm một cái dòng tấn công và cái dòng cuối cùng đó là kháng thời gian thuộc tính đó mời các bạn cứ chơi cái tụ bộ bồn cứng những cái dòng này là các bạn áp dụng được cho tất cả các môn phái luôn rồi về cái trận À, trang bị ngựa trước đi ha trang bị ngựa thì trang bị ngựa nó rất là đơn giản rồi cái này thì các bạn à, tùy theo điều kiện thôi nhưng mà các bạn cố gắng nâng trang bị ngựa đi tại vì cái trang bị ngựa này nó sẽ hỗ trợ khá là nhiều cho nhân vật của mình à, một cái ạc các bạn có trâu có khỏe hay không thì nó cũng dựa vào cái trang bị ngựa để quyết định lắm và thứ tự nên ưu tiên thì các bạn nên ưu tiên lên cái yên ngựa trước cái yên là một cái hỗ trợ rất nhiều tiếp đến mình nghĩ là các bạn ưu tiên yên xong chắc chắn các bạn phải ưu tiên đến cái bằng đạp tại vì cái này nó rất là rẻ kỳ rẻ và rất là rất là nhiều trong server sau đó các bạn hãy lên tiếp đến cái cương đó là thứ tự các bạn lên trang bị ngựa nha còn con ngựa thì các bạn cũng nâng cấp theo thời gian ở đây nó mất tiêu con ngựa mình không thấy được các bạn ơi ngựa thì các bạn nâng cấp sau cũng được các bạn lên tới cỡ ngựa bậc 6, bậc 7 cũng ok rồi rồi nhưng mà cái trang bị ngựa thì các bạn có thể lên full bậc theo cấp server của mình còn cái cấp của con ngựa thì từ từ lên cũng không sao về trận pháp á trận pháp đối với môn phái bá đao thì các bạn hãy chơi cho mình một cái quyển trận pháp sức mạnh và thể chất nó sẽ nằm ở bên cái phần hảo hủ và ban hội nha các bạn ở đây mình chỉ nói về trận pháp của hảo hủ và ban hội thôi tại vì đa số các bạn đi lập team tổ đội chung với hạo hủ ban hội là chính mà do đó các bạn hãy chơi sức mạnh và thể chất cho hai cái quyển trận pháp này. Một vấn đề kế cuối đó chính là nguyên ấn. Như vậy bá đao các bạn sẽ chơi thích hợp với nguyên ấn nào đây? Theo mình á để có một cái con bá đao gọi là trâu bò, gọi là trâu bò nha thì các bạn hãy chơi cái ấn thanh nha lộ, cái ấn màu xanh này nè. Còn nếu mà các bạn muốn một con bá đao có cái lượng sát thương sốc sát thương á thì các bạn hãy chơi cái ấn kim chiêu đoạn hồn. Nhưng mà mình vẫn thích cái thanh nha lộ này hơn tại vì nó sẽ giúp các bạn rất là trâu lỡ bị người ta rượt chỉ cần chạy dòng cái hồi máu đánh tiếp rất khỏe luôn mà chơi ấn nhớ tăng cấp nha các bạn không tăng cấp ấn chơi ấn cũng như không mà nha và một vấn đề cuối cùng đó là thời điểm nào thích hợp chơi một phái bá đao thì bá đao trong cái phiên bản huyền thủy này á các bạn sẽ chơi được rất nhiều giai đoạn nhưng đặc biệt các bạn hãy chơi sau cấp 90 nha sau cấp 90 để các bạn có được cái bí kíp dục huyết đạo phong các bạn lên được bí kíp cao lúc đó thì bá đao nó mới có được cái quần thể kim cang tồn tại thêm 3 giây lúc đó các bạn mới gọi là trâu khỏe có thể hồi máu được có thể đánh lật kèo được nữa thì thời điểm thích hợp đó là các bạn sao cấp 90 và các bạn có thể chơi đến cấp tông sư hiện tại như của mình luôn hiện tại thì ở server của mình rất nhiều người chơi bá đao các bạn ạ à, trong cái phiên bản này tại vì nó vừa trâu vừa khỏe vừa cơ động nữa đó các bạn thấy không Bá đao khá là nhiều Mới nói nhiều nhưng mà có hạt thôi các bạn ơi Nhưng nói chung của bá đao các bạn chơi rất là ok Trong phiên bản này à, Ngoại trừ thiếu lâm hay là dương môn gì đó Các bạn có thể chọn bá đao để chơi Nói chung mình sẽ dựng bá đao mà Rồi như vậy là mình đã vừa Chia sẻ xong cho các bạn về Cái vấn đề xây dựng cho môn phái bá đao Trong cái phiên bản Của môn phái huyền thủy này Hy vọng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn Xây dựng được môn phái mạnh mẽ tiết kiệm chi phí nè giúp các bạn solo hoặc là đi tất cả các cái hoạt động trong game nó sẽ tốt hơn nha và video của mình đến đây là hết rồi nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích hãy cho mình xin một like một chia sẻ trời ơi cứ video nào cũng xin like xin chia sẻ anh em ạ à. không chia sẻ thì cho mình một like cũng được nha cảm ơn các bạn rất nhiều và đặc biệt là những bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ cho mình một xin một cái đăng ký nha tại vì mình còn ra rất nhiều những cái video hữu ích khác để các bạn có thể theo dõi kịp thời xin chào lại các bạn ở những video tiếp theo